Xin mời các bạn đến với trận kèo chế rất hấp dẫn nha các bạn. Hảo Châu Đốc Kỳ Châm Mã Cha So quê Tháp 10 Đồng Tháp đầu dò ký đội, còn bên đây là Xỉn đến từ Vĩnh Lộc. Kỳ cho gơ tay, gơ tay đánh cái đầu không các bạn. Đây là kèo hấp dẫn, hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Ok men. Chúc các bạn luôn sức khỏe, may mắn an thành trong cuộc sống nha. Nhớ ủng hộ xe và le và xe. Kênh này Lâm vô rồi giỏi các bạn. Các bạn nào có lấy lép để Lâm. Rồi. Ok luôn. Ai chơi không? Nhớ có một điều gì đó thật là đàn ông với nhau các bạn. Vì các bạn cũng biết rồi, trời mưa gió Đại Lâm cực khổ, quay cho các bạn xem và mọi người cùng được xem. Nhưng các bạn nào lấy clip Đại Lâm thì các bạn hãy tự xem xét lại lương tâm của mình nằm ở chỗ nào. Ok men. Và điều gì đó hài hòa với nhau tuyệt vời là được. Hay không? Nghe vậy cho gơ tay. Đây là sân đường số 16 với Gò Sòi, quận Bình Tân. Sân này trước đây là sân đôi các bạn, bây giờ cũng là sân đôi. Vừa đầu tư lại 350 cây. Có cà phê luôn các bạn. Đây. Kèo buổi sáng tới tối. Rất mát mẻ nha các bạn. Các bạn nào khắp mọi miền đất nước gần xa lại giao lưu nha. Sân này đặc biệt là kèo chế nhiều nha các bạn. Đây là toàn hảo thủ, toàn kèo chế không các bạn à. Mệt kèo nó sao cúng. Bộ đội đang vô hàng rồi các bạn ơi. Bộ đội mới vô hàng. Một ba. Trời ơi. Mã Cha So cái đầu cứng như trái dừa. 4-1. Quá hay cho gơ tay. Thật sự hiện tại bây giờ trong các sân bóng chuyền, sân này là đẹp nhất hiện tại nha các bạn. Quá tuyệt vời. Chết. Gơ tay vừa tự sát tại Đắk Lắk. Ba bốn. Kèo này vô form cái nó bên cho đội chết chứ Hảo kia đầu lưới. Thật sự Mã Cha So cao 1m86. Quá ghê gớm trên đầu lưới. Còn bên đây là gơ tay. Cộng Sẻn Vĩnh Lộc. Hiện tại bây giờ hàng 6 đang lưu sơ bu các bạn. Này lúc nào muốn lên đèn nói nha, nó trong tối. 5-4. Cái chân Mã Cha So như cây củi các bạn ơi, đụng vô trái banh nó đi tầm bậy tầm bạ không. Sơ 4. Quá tuyệt vời cho cái chiều cao lý tưởng Mã Cha So 1m86. Anh ấy mổ quá ghê. 5-6.
quá hay, quá tuyệt vời, trời ơi. Gơ tay vừa có cú bảo nhỏ, quá tuyệt vời. Ma cho so lết lê lết 7 năm. Thật sự cái giò mã cha so giống như cái giò bộ đội BB. Đây là Hảo, quần đỏ áo xanh đến từ Châu Đốc. Còn đây là mã cha so, một trong những cao thủ võ lâm đặc biệt ngày xưa của Cầu Tre, từng cầm cái bàn đối đầu với Khanh Super thường xuyên. Quá may mắn cho mã cha soi pha banh vừa rồi. Sáu tám. Vô. Quay cho cái trò dài. Đèn bật lên đi các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là 18 giờ các bạn. Chết rồi Hảo ơi. Sân này đèn quá sáng các bạn ơi. Đồ nhảy. Sân bóng này, hai sân này hiện tại là 12 cái đèn nha các bạn. Quá tuyệt vời sáng các bạn ơi. Vô. Gơ tay vừa tự sát tại bay đá. Còn đòn này lên trái nữa khác liền à. Đúng rồi, giống như gơ kiện mà gà hay sao, thủ có đội thủ dở ra thủ không có giống như bình thường. Đúng rồi, bữa đá quơ bậy bạ lên không có ngủ. Quay quay kêu mua cái đó treo đó đi, điện thoại nó quăng lum á. Đứng trước màn ông kính của Lâm là mã cha so cao 1m86, chân dài lưng dài. Đá chân luôn, đá chân cũng hư luôn, hay lắm. Nè, lên một trái nữa là có tiền nè. Gơ tay chấp mã cha so cái đầu không nha các bạn. Cho nên mã cha so chế chiều cao 1m86 rất khó chịu, nguy hiểm những pha bóng cong lên lưới. 8-9. Quá hay cái đường y của gơ tay vừa rồi. Có một cú mộ Hảo đứng hình. Mã cha so tự sát tại Nam Lạc. Mã cha so lại tiếp tục đưa cái ngực bóng không vào lưới. 12-8. Quá hay cho xịn. Đẹp. Thật sự mã cho so lên lưới quá tuyệt vời. Kéo 92. Quá hay cho xịn. Trời ơi. Quả bóng gì rồi. Hảo bắt bài gơ. Nhưng mà cuối cùng gơ đội ra sao lấy điểm.
13 trên. Còn luôn. Trời ơi đang tiếc cho pha phối hợp vừa rồi giữa Gơ và Sinh. Gơ đúng hay luôn à. Xe này anh chó bây giờ bị xuống xe ai của trường. 10 13. Nó thủ quen ở đầu rồi, bây giờ nó thủ dễ lắm không? Nó quen rồi. Không quan trọng là bắt bài được. Bắt bài nhưng mà nó quen nữa. Nó cũng quen nữa. Chiên dài trong cái đầu của anh không? Mã cho so. Vừa tự sát. Tại đám lát tiếp tục các bạn ơi. 14-10. Nếu có gì thay đổi. Gơ tay với Sến đưa mã cho so. Về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thật tiếc cho quả bóng vừa rồi. Sẽ chơi Gơ phối hợp không được ăn ý. 11-14. Chưa biết điều gì xảy ra các bạn. Gơ tay vừa tự sát tại năm lát. 12-14. 12-14. Trái. Trái hoài sao chạy nổi ông nội. Nổi đêm không. Quá tuyệt vời. Mười ba mười bốn không. Quá ai cho xịn. Gơ tay giờ từ xa lắm Gơ ơi. Gơ tay giờ từ xa tại năm lát. 13-14. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. 15 tới nha các bạn. Cho thủ dạng đi. Những điểm cuối quá ok man. Hấp dẫn kịch tính. Mười bốn đều không. Hoài. Mười bốn đều. Dàn sáu ở đâu đồng em ở đó. Hiện tại bây giờ dàn sáu luôn sư bù ninh thợ. Đây là trái của cầu quy định nha các bạn. Kèo lợi thế sẽ bây giờ chưa có đá đâu mang dẫn xuống bỏ đi chưa quen lưới à, chưa quen lưới nữa đeo đeo trái banh không thể tin được xịn cây sâu. Hảo ý ý, thật sự quả bóng này không đáng tiếc. Cái đường y thật sự cũng quá may mắn cho Gơ. Quá hấp dẫn, quá kịch tính. Tỷ số 15-14 ghi dài cho Gơ Tây Sinh. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Bên Gơ hả? Nhiều. Hãy nhớ ủng hộ kênh Làm Vua Đầu Giò. Xe và le, le và xe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những xét đấu tiếp theo các bạn. Ok bên. Cường coi Cường. Mã cho sò đây. Chơi bạn thấy chết không? Một mét 86, cao hơn Thạch Đen một phần cm luôn các bạn. Một phần nha.